Không được, George còn quá nhỏ để có thể chụp được bóng đó. Không có sao đâu George à. Con và Peppa có muốn ra biển chơi hay không? Dạ có thưa ba. Nhưng các con phải đeo phao vào đã. Được rồi đó, nhìn con đeo phao rất bảnh trai đó George. Được rồi, bây giờ chúng ta có thể xuống nước chơi. Nước có lạnh không anh? Nước rất ấm và dễ chịu. Thôi đi. Tại anh là người bắt đầu trước mà. Tạt nước như vậy là đủ rồi đó em. Ba ơi, con rất thích bãi biển. Peppa và George rất thích bãi biển. Mọi người đều thích bãi biển. Peppa, George, hai con muốn chơi với xô cát và xẻng không? Dạ có thưa mẹ. Ba ơi, tụi con lắp cát lên người ba được không? Lắp cát hả? Đi mà ba. Thôi được rồi. Hoan hô. Vậy là Peppa và George cùng lắp cát lên người heo ba. Đúng rồi đó. Rồi. Bây giờ ba không thể ra được. Nhưng mà đầu của ba hơi nóng rồi. Ba đội mũ rơm có được không? Thôi được. Nếu ba nói làm ơn. Làm ơn cho ba đội mũ rơm đi con. Tất nhiên là được rồi ba. Ôi trời, cơn nứt cục của George đã làm hỏng trò chơi. George, chị biết cách chữa nứt cục rồi. Em phải nghe theo lời chị nha. Em hãy vừa xoa đỉnh đầu và vừa xoa bụng của mình. Tốt, bây giờ em hết nứt cục chưa? Có vẻ cách chữa nứt cục của Peppa không có hiệu quả. Chót, em làm sai cách đó rồi. Chị biết một cách hay hơn để chữa nứt cục. Đầu tiên, em hãy nhảy lên 3 lần bằng một chân thôi. Bây giờ, vẫy hai cánh tay của em lên xuống và lè lưỡi của em ra. Bây giờ nhắm mắt lại và quay người thật nhanh 3 lần. Cách chữa lần này của Peppa cũng không hiệu quả. George vẫn còn bị nứt cục. Chị biết rồi. Để chữa nứt cục, chú heo bị bệnh phải bị giật mình một cái. George, bây giờ chị sẽ dọa em, nhưng em phải nhớ là đây chỉ là một trò chơi để chữa nứt cục cho em. Em hãy nhớ là chị chỉ làm bộ dọa em thôi, George. Peppa, con phải nhẹ tay khi chơi với em con chứ. George vẫn còn nhỏ mà. Con xin lỗi mẹ, tại vì con muốn chữa nứt cục cho em thôi. Hay quá, George đã không còn nứt cục nữa. Win, hãy vì các diễn viên của chúng ta, xin đừng chụp ảnh nữa được không? Và vở diễn xin được phép bắt đầu. Bà đang ở trong nhà. Nhưng vị khách là ai đây? Ta là chó sói xấu xa đây. Giỏi lắm Danny à. Ôi trời, Danny đã quên phải nói gì tiếp theo rồi. Bà ơi bà phải vào trong tủ áo mới được. Vào trong tủ quần áo đi. Vậy là con chó sói xấu xa đã giả làm bà. Mình chính là cô bé hoàng khăn đỏ. Mình đang đi thăm bà của mình. Oh, Peppa.
Ba ơi, ba không được phép chụp hình mà. Ồ, xin lỗi Peppa, con tiếp tục đi. Hôm nay mình sẽ đi thăm bà của mình. Ồ, sao không giống bà của con vậy? Sao mắt của bà to quá? Sao rắn của bà to thiệt? Ngươi không phải là bà của ta. Ngươi chính là chó sói sống xa. Cứu cứu thế giới. Ồ, cô bé đã la lên cầu cứu. Vừa đúng lúc đó, người thợ săn xuất hiện. Cứu 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 thế giới. Vừa lúc đó, người thợ săn xuất hiện. Pedro hơi nhút nhát. Pedro, còn có muốn cô đi với con hay không? Dạ có. Ngươi có phải là con chó sói xấu xa không? Cứu được người bà rồi. Cảm ơn. Cảm ơn bác thợ săn. Quán hô. Pedro, hôm nay cậu diễn rất là giỏi. Cậu giỏi gần văn minh rồi đó. Ta muốn đến xem ngay căn phòng đầy những thứ của nữ hoàng và quốc vương ngày xưa. Wow, khủng long. Nhưng George thì muốn thấy khủng long thật sự. Con đừng khóc mà George. Tiếp theo chúng ta sẽ đi xem khủng long. Peppa, đây đều là những đồ vật của nữ hoàng thời xưa đó con à. Xem nè, đây là ghế đặc biệt của nữ hoàng, được gọi là ngai vàng. Nó đẹp quá mẹ ơi. Còn đây là váy của nữ hoàng. Cái váy thật là xinh đẹp. Coi nè Peppa, đây là dương miệng của nữ hoàng đó con. Wow, thứ này đẹp quá đi. Mẹ ơi, vậy còn tivi của nữ hoàng đâu vậy? Thời đó họ chưa có tivi. Họ không có tivi sao? Nhưng họ có máy tính không mẹ? Không, họ cũng không có máy vi tính luôn con à. Vậy thì cả ngày họ làm gì đây? Mẹ ơi, nếu con là nữ hoàng, con có thể ăn bánh kem cho thật là thỏa thích. Và rồi Peppa lập tức tưởng tượng mình là nữ hoàng. Ngon quá đi. Người còn yêu cầu gì khác không, thưa nữ hoàng Peppa? Có, thêm bánh kem nữa. Dạ tuân lệnh. Chúng ta tiếp tục nào. Con tới liền đây. Ba ơi, con là nữ hoàng Peppa đây. Khi nói chuyện với con, ba phải cúi đầu. Tôi thật sự rất xin lỗi thưa nữ hoàng cao quý. Công việc của ông là gì? Tôi là ba của ngài. Công việc đó chắc chắn rất thú vị. Phải, nó cực kỳ thú vị. Còn đây là phòng gì vậy ba? Đây là phòng của con khủng long. Phòng khủng long sao? Chó, đây là phòng khủng long đó em. Mình chơi nhìn đồ đi ba. Cũng được, để ba làm trước nha. Theo ba phải bí mật nhìn thứ gì đó ở xung quanh. Và những người khác sẽ đoán nó là cái gì. Mắt của ba đã nhìn thấy một thứ. Đó là thứ có màu đỏ. Đỏ? Váy của con, nó có màu đỏ. Không, không phải váy của con đâu. Vậy xe của mình? Đúng rồi, là xe của chúng ta. Tới con, bây giờ mắt của con đang nhìn thấy một thứ có màu xanh dương. Áo của chó có phải không? Không phải. Nó có phải là một thứ trong xe không hả con? Không, ba mẹ thua đi. Bà chịu thua. Là bầu trời, nó có màu xanh. Con thắng rồi. Nè anh à, anh biết chúng ta đang ở đâu không vậy? Anh biết chính xác chúng ta đang ở đâu. Nhưng mà con đường này hình như không giống như trên tấm bản đồ thì phải. Ôi, heo ba ơi, bị lạc nữa rồi. Chúng ta không có lạc. Vậy chúng ta phải đi đường nào để tới lâu đài Windy đây? Em đợi anh một chút xíu nữa thôi. Em biết rồi, chúng ta có thể gọi cho ba và mẹ. Em không cần gọi cho mẹ và ba đâu. Dù mất cả ngày chúng ta cũng sẽ tới được lâu đài Windy. Chúng ta không có cả ngày đâu anh. Alo, con đó hả? Ba đang nghe đây. Dạ ba ơi ba,
Hiện tại tụi con bị lạc trên đường tới lâu đài Wendy rồi ba. Chắc là heo ba đang xem bản đồ, có đúng vậy không? Dạ phải, đúng là heo ba đang xem bản đồ. Bây giờ anh ấy hơi bực bội. Anh không hề bực bội. Thôi, để bà chỉ đường cho con. Giờ cứ đi theo đường lớn cho tới khi thấy lâu đài Wendy trước mặt là được. Dạ cảm ơn ba rất nhiều. Chúng ta sẽ đi theo đường lớn và để mắt tới lâu đài Wendy nha. Anh cũng biết vậy mà. Nhìn kìa, đó có phải lâu đài Wendy không ba? Phải, đó chính là lâu đài Wendy. Xe ơi cối lên. Chị sẽ rửa sạch bùn đi. Phép tha con được dùng xô nước đó. Vì xô nước có đầy bùn. Ây chà, vậy là Peppa tạt đầy nước bùn lên khắp chiếc xe. Không sao đâu con, chúng ta có thể dùng vòi tưới nước để rửa xe. Phải, phải rồi, con cầm vòi nước được không? Peppa thì cầm vòi nước, còn heo ba thì vặn nước ra. Tại sao không có nước vậy? Dừng lại Peppa. Xin lỗi mẹ. Anh ơi, anh tắt nước trước đi đã. Không cần phải hoảng sợ. Ôi trời, mọi người đều bị ướt hết rồi. Ít nhất chiếc xe cũng được rửa sạch. Mọi người đều được rửa sạch rồi. Mọi người đi lau khô mình đi, còn bà sẽ đánh bóng xe. Lát nữa con sẽ quay lại. Lát nữa gặp lại con. Heo ba làm chiếc xe bóng tới mức có thể thấy gương mặt của mình. Thật là một khuôn mặt vui nhộn. Ồ, lại có thêm những khuôn mặt khác. Đó là Peppa và George và cả heo mẹ. Chiếc xe sáng bóng thật là đẹp anh ha. Phải, anh là chuyên gia trong những chuyện này mà em. Được rồi, hôm nay em sẽ lái. Mọi người sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Vậy chúng ta đi thôi. Peppa, con có thích cà chua hay không? Dạ có thưa ông. John, con có thích cà chua hay không? Dạ. John, em ấy không thích ăn cà chua đâu ông. Vậy hả? Vậy hai đứa thích rau diếp hay không? Dạ có thưa ông. Dạ. John không thích ăn rau diếp đâu ông. Được rồi. Ông phải có cái gì đó cho rót thích mới được. Con có thích dưa leo hay không? Yeah. Vậy là George cũng không thích ăn dưa leo. Cậu ấy cũng không thích rau diếp. Và cậu ấy cũng không thích cà chua. Vậy George nè, con thích loại rau nào nhất vậy? Chocola. George ngốc quá đi. Bánh chocola không phải là rau củ đâu em. Được rồi, có thể Jock sẽ thích những rau quả này khi chúng được làm thành món xà lách trộn. Cà chua với rau diếp và dưa leo mới hái trong vườn thiệt là ngon. Trước tiên phải rửa chúng cái đã. Peppa và Jock rất thích được giúp bà rửa rau quả. Có lẽ rửa như vậy là được rồi đó. Heo bà bắt tay vào chế biến cà chua, rau diếp và dưa leo thành món xà lách trộn. Heo ông ơi, ông gọi mọi người vào ăn trưa đi. Ăn trưa. Hôm nay heo bà làm món pizza cho bữa chính. Và đây là món xà lách làm từ cà chua, rau diếp và dưa leo được hái trong vườn của ông. Mọi người ăn trưa đi nào. George đã ăn xong pizza, nhưng George vẫn không thích cà chua hay rau diếp hay dưa leo.
ngôi thám tử là cái gì vậy ba? Một vị thám tử là một người rất quan trọng đó con, và rất giỏi trong việc đi tìm đồ. Là con cũng rất giỏi tìm đồ đó ba. Được rồi, Peppa sẽ làm thám tử. George, giờ chị làm thám tử, chị sẽ giúp em tìm ông khủng long về nha. Có lẽ vậy, nhưng thám tử nên hỏi sót những câu hỏi đơn giản thôi. George, ông khủng long ở đâu vậy em? Chị George không biết ông khủng long đang ở đâu. Đôi khi thám tử có thể thử đoán là ông khủng long đang ở đâu đó con. Con biết, ông ấy đang ở đâu rồi. Tại vì George lúc nào cũng đem ông khủng long vào bồn tắm với mình, nên chắc chắn ông khủng long đang ở trong bồn tắm. Nhưng mà ông khủng long không có trong bồn tắm. Ừ, con biết ông khủng long đang ở đâu rồi đó. George lúc nào cũng đặt ông khủng long trên giường mỗi buổi tối với mình, nên chắc chắn ông ấy sẽ ở đây nè. Ông khủng long cũng không có trên giường của George. Có lẽ chúng ta nên tìm ở trong khu vườn. Phải, ở ngoài vườn. Con cũng đang định nói như vậy đó mẹ. Ông khủng long ơi, ông đâu rồi? Có vẻ như là rất khó tìm được ông khủng long của George. Ông khủng long cũng không có ở đây rồi mẹ ơi. George, con rất thích ném ông khủng long lên cao đúng không? Bà không biết là lần này có phải con ném ông khủng long lên cao quá hay không? Ở trên kia, con thấy ông ấy trước nha. Con giỏi lắm Peppa, con đúng là một vị thám tử rất giỏi. Khủng long. Vì nó là bí mật mà. Chớ, đây là hộp bí mật của chị đó. Nó vẫn còn trống. Chị phải tìm một cái gì đó để bỏ vào đây. Và George muốn giúp Peppa. Không chớ, chỉ một mình chị biết trong này có cái gì thôi. Em phải ra ngoài đợi, trong lúc chị chọn. Peppa sẽ chọn vài thứ bí mật để cho vào cái hộp của mình. Vậy là hộp bí mật của chị đã đầy rồi. George, em không được xem bên trong đâu. Nhưng mà George rất muốn biết trong cái hộp bí mật của Peppa có gì. Nếu em muốn, em có thể đoán thử. Khủng long. George thì nghĩ Peppa đã bỏ một con khủng long vào đó. Không George, tại sao chuyện gì em cũng nói khủng long hết vậy? Bộ em không thấy con khủng long quá lớn để bỏ vào trong hộp này sao? Vậy là George không đoán được trong hộp bí mật của Peppa có gì. Lúc này Helba đang làm sạch một bức tranh. Ba ơi, đây là hộp bí mật của con nè. Mẹ đã làm cho con đó ba. Nó rất là đẹp đó Peppa, nhưng trong đó có gì? Đó là một điều bí mật. George đã thử đoán, nhưng mà em ấy đoán không đúng. Vậy để ba đoán thử xem. Dạ được. Con bỏ mắt kính của ba vô đây sao? Dạ không. Ba vẫn đang đeo mắt kính của mình mà. Đúng rồi ha. Ba đoán dở quá, ba phải suy nghĩ kỹ hơn mới được. Được rồi, con bỏ giày của mẹ vào đây đúng không? Dạ không, ba đã hết lực đoán rồi. Peppa thích những điều bí mật. Mẹ ơi, không ai biết trong hộp của con có gì. Chớp, em có gì vậy? Mẹ cũng là một hộp cho Chớp. Chụp đi Chớp. Quá rồi. Chớp đã chụp được bóng. Hoan hô. Tốt lắm Chớp. Bây giờ hãy ném bóng cho Peppa đi con. Thử lại đi. Thử lần nữa. George không thể ném trái bóng qua heo mẹ được. Cố lên George, em ném bóng qua cho chị đi. George thật ngốc. Chị cũng làm được vậy. Peppa muốn bắt chước theo George, nhưng cậu ấy quá lớn nên bị kẹt lại.
Mẹ đã có bóng rồi nè. Peppa, bây giờ tới lượt con ra giữa đi. Sót, chụp lấy. Hoan hô! Chụp được rồi. Sharks, em ra giữa nha. Sharks, chụp đi. Chụp bóng đi Sharks. Sharks à, chụp đi con. Em chụp đi Sharks. Đây này Sharks. Ôi trời, Peppa, con không nên trêu chọc em Sharks như vậy. Xin lỗi Sharks. Có chuyện gì vậy hai đứa? Ba ơi, em Sharks còn quá nhỏ để chơi trò chú heo ở giữa. Ba nghĩ em còn đủ lớn mà. Không đâu ba, ba hãy nhìn nè. Chụp đi Sharks. Hoan hô. Ba không công bằng. Công bằng chứ con, ba chỉ giúp em Sharks một tay thôi mà. Do em chạy chưa đủ nhanh. Bây giờ tới lượt chị. Rồi đến Peppa chạy nhanh nhất có thể. Nhưng con diều nó vẫn không bay lên. Diều sẽ không bay nếu như không có gió, dù cho con chạy nhanh tới mức nào. Chúng ta chỉ cần đợi tới khi trời bắt đầu có gió thổi. Nhìn kìa, bắt đầu có gió rồi đó. Bây giờ trời đã có gió, diều đã có thể bay. Cơn gió bây giờ khá mạnh. Rồi cơn gió bây giờ rất mạnh. Peppa. Cảm ơn ba. Rồi heo ba là người điều khiển diều. Cao nữa, cao nữa. Có vẻ heo ba điều khiển diều rất giỏi. Phải, mấy trò chơi này ba chơi rất giỏi. Cẩn thận mấy cái cây đó anh, coi chừng vừa bị dướng vào đó bây giờ. Em đừng lo, anh biết anh đang làm gì. Ôi trời, heo ba đã làm cho con diều bị dướng lên cành cây rồi. Ôi không. Thôi con nín đi Sharks, ba sẽ lấy con diều xuống cho con mà. Phải. Hai đứa cẩn thận, ở chỗ đó có một vũng bùn. Tại vì Peppa và Sharks rất thích nhảy vào vũng bùn. Tụi con nhảy vào đó được không mẹ? Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời. Peppa và Sharks dã ngoại cùng nhau. Nước kem cho cậu nè gấu bông. Cậu nói sao? Mình cảm ơn bạn rất nhiều Peppa. Không có gì đâu gấu bông à. Còn đây là nước cam cho ngài khủng long nè. Ngài nói sao hả? Được rồi, ngài không cần cảm ơn đâu ngài khủng long. Gấu bông và ngài khủng long có muốn ăn bánh quy hay không? Tụi mình không có đói bụng lắm đâu, nên bé bè chó có thể ăn hết bánh quy nha. Cảm ơn cậu gấu bông. Ồ, âm thanh kỳ lạ đó là gì vậy? Peppa, Sharks, nhanh lên, vô nhà đi các con. Mẹ ơi, sao có tiếng ầm lớn vậy mẹ? Là tiếng sấm sét đó con à. Nghĩa là sắp có một cơn bão với rất nhiều mưa đó con. Mau lên, vào trong nhà trước khi trời đổ mưa nào. Không cần phải sợ đâu, cơn mưa vẫn còn ở rất xa chúng ta mà. Bầu trời càng ngày càng tối hơn. Một cơn bão sắp kéo tới đây. Peppa, Sharks, hai con lấy hết đồ chơi ở ngoài giường vào chưa vậy? Không làm. Tốt, vậy là ngài khủng long không sao rồi. Gấu bông, con đã quên gấu bông ở ngoài giường rồi. Cậu ấy sẽ bị ướt mất.
đừng lo Peppa, bà sẽ ra đó giải cứu cho gấu bông. Anh phải nhanh lên đó, cơn mưa sắp kéo tới rồi. Anh rất rành về mưa bão mà em, còn lâu lắm trời mới mưa. Mình đã nói rồi mà, còn lâu lắm thì trời mới mưa. Tội nghiệp gấu bông. Ba ơi, tụi con có thể giúp ba tìm mắt kính được không ba? Ý hay đó Peppa. Nếu con tìm ra nó thì ba con sẽ không còn bực bội nữa. Anh không hề bực bội. Peppa và George đi tìm mắt kính của heo ba. Peppa thì tìm ở dưới tờ báo, nhưng mắt kính của heo ba không ở đó. Còn George thì tìm ở phía trên TV, nhưng mắt kính của heo ba không ở đó. Chúng ta lên lầu tìm trong phòng của ba và mẹ đi em. Peppa và George cùng nhau tìm trong phòng của ba và mẹ. George, em cẩn thận đừng làm ngã cái gì nha. Không có gì vui đâu George. Peppa tìm ở dưới những cái gối, nhưng mắt kính của heo ba không ở đó. George thì tìm trong đôi dép của heo ba, nhưng mắt kính cũng không ở đó. Mình tìm trong nhà tắm đi em. Peppa và George đi tìm trong bồn tắm. Mắt kính không có trong bồn tắm. Mắt kính cũng không có trong bồn cầu. Khó tìm quá ha George. Peppa và George đã không tìm được mắt kính của heo ba dù đã cố gắng. Tụi con đã tìm khắp nơi rồi nhưng không thấy mắt kính của ba đâu hết. Ôi trời, bây giờ làm sao đây? Có vẻ anh phải làm mọi thứ mà không có mắt kính rồi. Nếu đi từ từ như vậy sẽ không đụng vào ai. Nó kia kìa, mắt kính của ba nè. Giờ tới lượt chị. Đây là váy của mẹ. Và đây là nón của mẹ. Heo ba ơi, giày của heo ba đâu rồi? Bây giờ chị phải mang giày đây. Bây giờ chị phải trông thật đẹp mới được, giống như mẹ. Rồi Peppa tìm thấy hộp trang điểm của mẹ. À ha. Dạ một chút phấn nè. Đẹp lắm. Bây giờ tới son môi. Bây giờ heo mẹ trông thật là đẹp. Mình đi thôi nào heo ba. Đã tới giờ đi làm rồi. Lúc đó heo mẹ đang làm việc trước máy vi tính. Chào con Peppa, chào con Sót. Mẹ nói vậy là không đúng rồi. Peppa, mẹ chỉ chào thôi mà. Con không phải heo Peppa, con là heo mẹ. Phải rồi, tất nhiên. Xin chào heo mẹ nha. Xin chào. Và đây là heo ba. Sót. Được rồi, chào cả anh nữa nha heo ba. Xin lỗi nha, giờ tôi có công việc phải làm. Alo. Phải. Tôi không làm cái này. Không, cảm ơn. Tạm biệt. Peppa rất thích khi đóng giả làm heo mẹ. Nhưng mà George thì thấy hơi buồn chán. Xin lỗi heo ba, tôi cũng gần sắp xong rồi. Rồi, đã xong. Có mấy chú vịt đang bơi. Mẹ ơi, tụi con cho vịt ăn được không mẹ? Được, lấy phần bánh thừa cho chúng đi con.
Peppa và George thích cho vịt ăn bánh mì. Mẹ ơi, con nghĩ là chúng muốn ăn nữa. Đó là phần bánh mì cuối cùng rồi. Mẹ nghĩ chúng ăn đủ rồi con à? Xin lỗi vịt con nha, mình hết bánh rồi. Nhưng vịt vẫn còn muốn ăn. Xem ra heo ba sẽ không tập thể dục nữa rồi. Chuyện gì vậy? Lại là đám vịt con. Peppa nói rồi mà, không còn bánh mì đâu. Mẹ ơi, chúng ta vẫn còn bánh vô tay mà mẹ. Ăn đi, nếu như chúng ta còn thừa bánh thì con có thể cho vịt ăn. Mọi người ai cũng thích bánh dâu tây của heo mẹ làm. Ồ, một con ong, mẹ rất ghét ong. Mẹ các con đúng là nhát thiệt, chỉ là con ong nhỏ thôi mà. Ờ, bay đi đi ong à. Em đứng yên đi heo mẹ, nó sẽ bay đi thôi. Đó, thấy chưa, chỉ cần đứng yên mà thôi. Nè, tránh ra đi chứ. Đi đi, giúp tôi với, đuổi nó, đi đi. Mong là con ong đó sẽ không chết ba. Tránh ra đi, con côn trùng này. Không, heo ba chạy quá nhanh nên con ong sẽ không đuổi kịp. Chúng ta ăn bánh đi mẹ, trước khi con ong đó quay lại. Ôi không, chúng ta quên chừa cho vịt rồi. Chắc thoát được con ong đó rồi. Anh nói là sẽ chạy vòng vòng để tập thể dục mà đúng không heo ba?